nhà bé đi ăn cắp trái cây. À, ăn cắp trái táo tàu này nha. Cái táo tàu rất là đã luôn. Đó, trái táo nè, táo tàu nè. Này đi ăn cắp trái cây. Thấy cái này là ở cái gánh hơi đen đen đó là được đó, đó cái trái gì đó đó, trái dừa nó đó, phải không? Ây da, bao nhiêu bịch mới được. Con ăn cái gì đó? Cái kia. Cái này gì? Chanh. Cái này cái gì? Cái chanh. Thấy không? Nó không có bứt được, cái này không bứt được, cái chanh này không bứt chưa chín con. Nhà cà ly rất là dễ trồng trọt. Mấy cái xoài nhỏ nè. Ok, kẹo này bé nó mở không được cho nên giờ kêu mở nè. Đi ăn cắp táo á mà phải lén lén. Ủa người ta lén lén thì mình đi ăn cắp táo mình đi vô cửa tránh luôn, khỏi cần phải lén nữa. À. Đi ăn cắp táo phải không? Con đi đâu? Đất kia hả? Ăn trái táo, ăn cắp táo hả? À, cây nhà lá dừa rất là rộng. Cái này giống ở Việt Nam, có hai cái cảnh này nè. Rất là thiên nhiên luôn. À, hai trái bơ nhà lớn này nè. Wow, có mấy trái bơ rất là lớn luôn. Đây, đó. Đấy, trái bơ này lớn rồi nè, hoa hào đây nữa nè. À, trái bơ này lớn. Đây là trái này lớn. Đó, thấy không? Này, bớt lớn. Ây da. Nhìn cái tướng nào cứ hỏi tướng là tướng đang chọn rồi. Đâu rồi? Chéo quá wow, quá trời luôn nè. Quá. Wow. Rồi. À, giờ dốc xuống vô. Cái này cài xuống trước. À giờ hồi hơi rớt quá trời luôn. Lượm mày lượm đi con. Lượm lên. À, đi. Cái này đi chậm, mà ăn chậm chấm thất nha. Dạ. Quá trời luôn nè. Còn ba bốn trái gì đó. Đó. Cái này bự á, mấy cái này. Rồi, rồi. Rồi. Ao. Còn đâu nữa? Đây là cái trái táo. Hồi nãy mình đi ăn trộm. Bây giờ mình ăn thử coi nó ngon như thế nào nha. Trời ơi. Cắn một cái quá đỡ luôn. Ngon quá. Ngon quá trời ngon. Ngọt lắm. Ngon quá. À, quá sáng ngon luôn. Quá sáng ngon luôn. Hôm nay đi ăn trộm đã xong, ăn trộm mấy trái táo tàu của nhà bạn. Con ăn táo không? No. Không ăn táo hả? Ở bên ăn táo không? No. Không ăn luôn hả? No. Kỳ vậy, ta đi ăn trộm nhờ cho tụi nó ăn mà nó không ăn. Thôi để cha nó ăn. À, táo nè, đã không? Đó, vẫn còn mấy trái cái táo gần đây, gần thấp nhưng mà nó chưa có chín. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Nhớ đăng ký nha các bạn, nhớ đăng ký để mà theo dõi những cái video clip mới tiếp của em cơ ha. Mới nhất của em chứ không phải mới tiếp. Mới nhất của em nha. Nhớ đăng ký nha các bạn, cảm ơn các bạn nhiều lắm nè. Bye bye nè con. Đâu rồi? Nè. Bye bye. 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 Bye.